Xin chào anh em, chào mừng em trở lại channel YouTube của Thi Đa Soccer. Và hôm nay là một buổi tập tiếp tục của mình với động tác Knee AK. Đợt trước mình đã hướng dẫn cho anh em kỹ thuật Easy AK rồi, lần này mình sẽ hướng dẫn cho anh em kỹ thuật Knee AK. Nó cũng không khác mấy với lại Easy AK, cũng là một tuyệt kỹ bóng đá đường phố. Đó là động tác Knee AK. Nó chỉ là một cái lift up, đá gói qua và đá ngược lại. Xem lại nữa nha. Để làm động tác Knee AK, chúng ta sẽ có một số bước như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ lift up. Rồi, chú ý nha, khi lift up chân co theo. Yeah. Ok. Lần nữa nha. Đó. Rồi, bước 2 chúng ta sẽ đá bằng khớp gối ra ngoài. Đấy, đó là bước 2. Lại nha. Rồi, đá qua. Ok, bước 2. Rồi bước 3 chúng ta sẽ vung chân bằng mu, đá ngược lại cho bóng bay ra phía bên này. Mình làm khá là chậm và đơn giản cho mọi người có thể dễ xem, dễ theo dõi nha. Rồi, chúng ta sẽ kết hợp 3 bước cùng lúc nha. 1, 2, 3. Rồi, để làm động tác này nhuần nhuyễn, chúng ta sẽ có một cái marker ở đây và chúng ta sẽ làm đi làm lại 10 lần. Ok, mình sẽ làm thử cho anh em xem nha, 10 lần. 1. Yeah. Tiếp tục. 2. 3. Yeah. Tiếp tục. Tôi cũng có thể làm cao hơn tí xíu. Ok, vậy là mình đã làm xong 10 lần động tác Knee AK và tất cả 10 lần mình đều đã làm thành công và xem như là mình đã hoàn thành kỹ thuật Knee AK. Chúng ta có thể làm động tác này để qua người hậu vệ. Chúng ta có thể làm động tác này để truyền cho bạn là đồng đội của mình. Gì? Ok, chúng ta có thể làm để ghi bàn. Wow. Có nhiều phương pháp để áp dụng động tác Knee AK vào trong trận đấu. Hy vọng là anh em có thể tập luyện và thực hành kỹ năng Knee AK này trong trận đấu nhé. Để nâng tầm cái đôi chân của anh em lên một cái tầm cao mới với những cái kỹ thuật bóng đá đường phố như thế này. Rồi, nếu anh em thấy video clip này hay thì like. Đừng quên subscribe channel YouTube của Thi Đa Soccer, vì sắp tới mình sẽ còn làm rất là nhiều kỹ thuật về bóng đá đường phố, bóng đá nghệ thuật. Ok, mình là Phạm Trọng Thi. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.